Đây là cái mô hình trồng khoai lang, đó là khoai lang Nhật ở Đắk Lắk. Thì qua clip này bạn xem nè, củ khoai lang bây giờ có giá trị rất là cao. Thì với cái mô hình này thì trồng theo quy mô lớn, thì người ta thiết kế luôn là hệ thống nước tưới nhỏ giọt này, tưới tự động hết luôn này. Coi còn các bạn nhìn, đã thiết kế hết luôn. Hàng lối này đủ. Bên này cũng vậy. Đó, cái hệ thống nước tưới tự động. Thì với clip này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng khoai lang Nhật. Thứ nhất á, về chọn giống á, thì chúng ta giống khoai lang á, sẽ thứ nhất chúng ta nên chọn dây. Thì hiện nay cái giống dây Nhật này á, thì một giống nó rất là mắc. Thì thông thường nó như một bó của nó thì 50.000, thì gồm có 20 dây à, 50.000. Thì việc để chọn giống như thế nào á, thì bạn chọn giống một đoạn dài tầm từ 25 đến 30 cm, và chọn từ ngọn nở ra. Thì với đây thì giống này mình chọn nó chuẩn rồi, đây là giống lá F1 đó. Về thời vụ á, thì khoai lang thì được trồng quanh năm, thích hợp khoảng là trồng tháng 2, tháng 3, tháng 8, tháng 9 của năm. Thì cái này là mình trồng vào vụ hè thu này, thì thời tiết nắng nóng này nhưng mà cũng trồng được, không sao hết, trồng có hệ thống nước tưới bình thường hết. Về thứ ba là khâu chuẩn bị đất, thì đất nó trồng á, thì phải được cày bừa kỹ, tưới xốp, làm sạch cỏ, sau đó lên luống rộng từ 1,2 đến 1,5 m, cao khoảng từ 35 đến 40 cm. Thì lên luống thì nên chọn những cái hướng thích hợp để cho thuận tiện cho cái việc sau này chúng ta tưới hay là đi thu hoạch gì đó. Về thứ hai là thứ tư là cách trồng, thì trong khoai lang Nhật thì nên chọn đất nó mềm, tươi xốp, chúng ta kể rồi. Thì mật độ trồng thì thích hợp trồng từ 38 đến 40.000 khóm trên 1 hecta, thì khoảng cách dao động từ 5 đến 6 giây trên 1 m, chiều dài luống. Trồng hàng đơn thì chúng ta vùi dây giống ở giữa dọc theo luống và nối đuôi nhau, đồng thời đoạn dây này song song với mặt luống, ngọn phải nằm trên luống từ 5 đến 10 cm ở hai đốt á, còn vùi dây vào độ sâu khoảng 5 cm. Thì sau khi trồng xong á, thì một thời gian chúng ta quay đến cái phương pháp là bón phân. Thông thường 1 hecta khoai lang á, Nhật á, người ta bón từ 10 đến 15 tấn phân chuồng, 60 kg ure, 90 kg kali và 30 kg phân lăng. Và con lưu ý nha, khi bón phân á, chia làm 3 đợt để khoai lang hấp thụ hết cái lượng phân bón của chúng ta khi mình bón xuống. Lần thứ nhất á, là bón lót tất cả các lượng phân chuồng, phân lăng và 30% phân đạm và 20% phân kali. Đó là lần thứ nhất. Thì lần thứ hai là sau khi trồng khoảng từ 20 đến 25 ngày á, thì lượng phân bón là 50% phân đạm và 30% kali. Đó là cho lần 2. Và tiếp đến cái lần 3 á, thì bón phân sau khi trồng từ 40 đến 45 ngày á, lúc này cây nó phát triển mạnh rồi, thì chúng ta bón tất cả các số lượng phân đạm, phân kali còn lại đó cho cái khoai lang luôn để hấp thụ. Thì về cái thứ 6, bà con lưu ý là sau khi trồng khoai lang Nhật á, được khoảng từ 20 đến 25 ngày á, thì tiến hành xới đất, làm cỏ và kết hợp bón phân lần 2, đồng thời vung nhẹ vào gốc cho cây khoai lang. Lúc này vì đôi lúc chúng ta tưới á, nó hay bị xó chỗ gốc á, làm cho cái gốc chúng ta nó không hấp thụ được cái chất dinh dưỡng mà nắng quá nó chiếu xuống trực tiếp đó. Thì chúng ta vung nhẹ cái lớp đất lên cho khoai lang thì nó tạo điều kiện cho cái rễ nó phát triển mạnh thêm, ăn sâu vào đất. Sau khi trồng khoai lang được 40 đến 45 ngày á, ta xới đất, làm sạch cỏ, kết hợp bón phân lần 3 vung nhẹ. Và cái việc quan trọng nhất là cũng phải thường xuyên dưỡng đẫm ẩm cho đất, từ độ ẩm của đất luôn thích hợp từ 65 đến 80%. Nếu mà vụ khoai lang gặp khô hạn thì cần phải tưới nước liên tục hoặc là cho rãnh nước vào từ 1 đến 2 luống. Và sau khi trồng khoảng từ 25 đến 30 ngày thì tiến hành bấm ngọn, chúng ta bấm ngọn hết đi để cho tăng trưởng sinh trưởng, phát triển lá giai đoạn đầu và tăng cường thích hợp chất hữu cơ. Thì nhắc những cái dây làm đứt rễ con để tập trung vào dinh dưỡng của mẹ. Và chúng ta cắt dây thường tiến hành thường xuyên, phải nhắc đúng vị trí, không lật dây, tránh làm tổn thương đến thân và lá của dây. Về cái biện cuối cùng đó là 7 là phòng trừ sâu bệnh hại đó. Thì cái cây khoai lang thì gồm có hai loại bệnh hại, đó là bệnh sùng non và bọ trưởng thành.
thì cái sùng non thì đa số ai cũng thấy ấy. Thì để giảm bớt được cái bệnh trên cây khoai lang á, thì chúng ta nên trồng luân canh bộ khoai lang, không nên trồng rặt nó luôn. Ví dụ là chúng ta xen là vụ lúa, vụ bắp, sau khi thu hoạch thì gom toàn bộ cái dây khoai lang á, đặc biệt là những củ to đã bị sùng á, thì đưa ra tiêu hủy hết đi, chứ để nó hạn chế được cái mật độ sùng của các vụ sau. Còn nếu có sẵn nước thì chúng ta ngâm hết những cái khoai lang vào cái ruộng để cho nó, những con nhộng nó nằm trong đất nó chết hết đi. Và cái giai đoạn hình thành củ á, thì chúng ta có thể rắc ít hạt thuốc Lasemban 15G á, từ 6 đến 8 kg trên 1 hecta, rồi tiến hành kết hợp vung lúa khoai lang cao phủ kín gốc và tưới nước sau khi rắc thuốc thường xuyên, tưới đủ độ ẩm cho khoai lang. Và chú ý là cái thời gian cách ly của cái thuốc Lasemban 15G là 21 ngày. Và cái việc cuối cùng đó là việc thu hoạch, mà khi khoai lang có biểu hiện ngừng sinh trưởng á, các lá phần gốc màu vàng, bới kiểm tra thấy củ to không nhẵn á, ít nhựa thì tiến hành thu hoạch. Và chúng ta nên thu hoạch vào những tháng khô ráo để không làm tổn thương xây xác bông bọ, ảnh hưởng đến mẫu mã của cái sản phẩm. Thì qua clip này thì mình cũng xin gửi với bà con là cái kỹ thuật về trồng cái khoai lang Nhật rất có hiệu quả. Hiện nay giá thành nó rất là cao, từ 12 đến 15 nghìn một ký cái giá hiện tại bây giờ. Thì với cái clip này thì mình cũng gửi đến bà con về cái kỹ thuật trồng khoai lang Nhật. Mình chúc bà con có một mùa vụ bội thu nếu mà ai trồng khoai lang Nhật. Xin cảm ơn bà con. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo nhé.